Alo, xin chào hết tất cả. Chào một ngày mới. Ngày 12 tháng 7 năm 2024. Với tiêu đề hôm nay là gì? Một gói viện trợ mới trị giá 225 triệu US đô la. À, với tiêu đề này thì chúng ta cũng phải qua từng bước. Hôm nay cũng là tin nóng á bà, tin nóng dữ dội. Đức và Hungary, Ukraine, Israel, Litva, Ba Lan, đối tác NATO rồi đối tác phía Đông, nó gồm có Romania, Hungary và Hy Lạp. Cuối cùng chúng ta cũng sẽ đi Mỹ. Vì tại sao hôm nay chúng ta lại nói là tại sao có những cái đối tác nó ký kết nhau trong lúc này? Thì theo các bạn biết, hôm nay là đã ngày chấm dứt hội nghị NATO tại Washington nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập của NATO tại Washington. Thì mình đưa ra một cái hình ảnh cho quý vị xem là hình ảnh nó như thế nào. Đây là một cái hình ảnh kỷ niệm chúng ta đây trước. Các nguyên thủ quốc gia chụp hình lưu niệm tại Washington. Và phần ở trên, còn bây giờ chúng ta xem những cái phần ở dưới là nó như thế này. Đây là kết thúc 75 năm ngày kỷ niệm tại Washington. Thì trong đó nó có những hình ảnh rất là đẹp để mình muốn chia sẻ hết cho quý vị xem nó. Một cái vòng tròn hội nghị đây. Một vòng tròn kỷ 75 chính giữa đó. Mình cũng có những cái hình ảnh này mình chia sẻ lên cho thêm nữa, một cái hình ảnh nữa. Rồi chúng ta sẽ nói câu chuyện đó sau. Bây giờ mình nói tới cha này đi. Tại sao mình đề cập tới ông này? Ông này chưa có mặt tên tên tuổi, nhưng là cũng lợi hại cho Putin trong lúc này. Là cái gì? Ông ta là một nhà sản xuất vũ khí, tập đoàn, trong cái tập đoàn Rheinmetall của Đức. Tập đoàn này rất là khủng khiếp. Vừa qua mình cũng có một cái chia sẻ là một cái vụ cháy lớn tại Berlin đó. Cháy lớn mà do Nga phá hoại. Do Nga đã phá hoại cái khu vực tại Berlin, cháy lớn như thế đó. Thì hôm nay mình đưa cái hình ảnh này lên với là gì?
Thì trong cái thời gian qua thì ông ta, tập đoàn của ông ta bắt đầu định coi như đã ký kết với tập đoàn của Ukraine và xây dựng một cái nhà máy tại Ukraine để sản xuất vũ khí ha, sản xuất vũ khí. Ông này sản xuất vũ khí tầm cỡ rất là lớn. Thì theo một cái tình báo của Mỹ đã gửi tới cho Berlin là trong tương lai sẽ giết hại ông này. Trong tương lai sẽ giết ông này. Cho nên là kêu Đức phải cẩn thận bảo vệ ông này vững chắc. Đó là một cái truyền thông của Mỹ CND nó đưa tin lên là nó trong những cái ngày sắp tới Đức phải bảo vệ tập đoàn này vững chắc và riêng người ông này là phải coi như là cẩn thận. Vì ông đã ký kết với lại Ukraine sản xuất vũ khí trong những cái ngày tháng tới và hoặc là năm tới, cho nên là một cái kêu Đức phải thận trọng, phải bảo vệ ông này tối đa. Đó là việc thứ nhất. Còn việc thứ hai nữa là tin Đức là mình đã đưa tin cái clip trước rồi, cái clip qua cái gì đó mình đã đưa tin là trong năm 2026 này đó là Đức đã cho phép, đồng ý cho phép Mỹ đặt một cái hệ thống đó là Tomahawk có tầm bắn là 2.000 km. Thì tại sao mà Đức trong lúc này phải đặt trong tình trạng như thế? Vì qua cái sự tình báo của Mỹ trong cái thời gian qua là coi như là Putin đã gây ra nhiều sự cố trong cái khối cộng đồng châu Âu này, về mặt là bầu cử nè, về mặt cái dạng như là quậy phá nè, hạ tầng cơ sở nè, hai nữa là gây thương tích cho những cái chính trị gia, mình cũng đã nói sơ qua rồi. Thì hôm nay cái vấn đề mà đưa cái Tomahawk này đến Đức đó với tầm bắn 2.000 km đó, có thể bắn tới Moscow đó, thì một thông điệp tới gửi tới ông Putin rằng chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng nếu anh muốn dám chơi ha. Và đây cũng gửi lên một cái quyết định rằng đó là một sự đúng đắn trong lúc này mà Putin im mơ hăm dọa, và cũng là một sự gìn giữ hòa bình cho khu vực châu Âu trong cái khối NATO này. Đó là việc thứ nhất. Thứ hai, và Đức trong cái thời gian qua đó rất mềm mỏng, rất là mềm mỏng Putin, nhưng rốt cuộc sao? Rốt cuộc Putin càng ngày từ cái chỗ làm mỏng đó, Putin càng ngày càng lớn tới, cho nên Đức cũng cần có một cái sự phòng thủ cho riêng mình khi do Putin hăm dọa, cho nên là Đức cũng cần có một sự phòng thủ cho riêng mình. Và ông còn nói thêm sẽ tăng cường trong trong cái vấn đề mà
bảo vệ trong cái khối NATO này, tại đất nằm chính giữa mà. Nếu mà xây dựng 2.000 km thì coi như là bao trùm cả châu Âu. Trong thời gian qua đòi, cứ đòi chơi Đức hoài, nhưng mà Đức không có lên tiếng, hiểu không? Nhưng bây giờ tại sao Đức chịu chấp nhận điều này? Là lý do định ám sát tập đoàn này, phá hoại tập đoàn vũ khí này. Tại vừa qua Đức không phải Đức, Đức không, Đức đừng có đơn, chuyện đơn giản, hoặc Đức có những cái loại vũ khí mới tối từng xe tăng của Đức á, máy bay người lái ấy, chạm vào không xi nhê là được, khủng khiếp chưa? Và thứ hai nữa là có một cái loại súng mà có bắn viên đạn ra cảm biến đó, mình đã chia sẻ rồi đó, là tập đoàn Đức này nè mới phát minh ra cái viên đạn đó. Thì Nga đang lo. Tại trong tương lai nếu mà không người lái thì cái loại này là sản xuất nhiều sẽ chuyển tới chiến trường, mấy anh tiếp tục gây hấn thì là chuyển tới cái chiến trường, trong tương lai sẽ sản xuất nhiều hơn, sẽ chuyển tới chiến trường thì Nga không có còn làm gì được nữa. Ngoài máy bay không người lái của Nga là không còn tác dụng gì nữa. Một phút nó bắn ra 1.000 cái viên đạn đó. Cho nên là Nga đang lo và đòi hăm dọa giết ông ta. Từ cái đó, qua cái sự kỷ niệm 75 năm này thì Đức bắt đầu mới ký kết lại Mỹ là năm 2026 phải đặt cái Tomahawk này tại Đức. Mà ngoài ra còn các cái loại khác nữa mình không biết được. Trước tiên là cái Tomahawk khủng khiếp à. Đó chẳng qua là không phải gì vậy. Đó bảo vệ cho châu Âu thôi. Và ông ta còn cái gì nữa, còn thỏa thuận với Pháp và Anh để sản xuất cái tên lửa tấn công nữa. Không những mà Mỹ đem tới mà cả Pháp, Anh nữa, là trong tương lai là cái dạng là phải sản xuất cái loại tầm xa hơn, loại hiện đại hơn. Trong thời gian mà nhiều lúc không nói được, qua 4 năm sau thì không nói được. Cho nên là cái vấn đề sau năm sau là chúng ta không biết được tình hình nó sẽ xảy ra. Tới tháng 11 chúng ta không biết tình hình nó xảy ra như thế nào. Cho nên là chuẩn bị ngay từ giờ phút này. Rồi, đó là việc Đức. Bây giờ chúng ta cũng đi tới ông Hungary một tí xíu. Mình nói sơ thôi. Thì là coi như là vừa qua ảnh đi ba nước, là Ukraine, Liên Xô và China. Bây giờ ông tới họp hội nghị NATO tại Washington. Thì là tất cả trong cái khối mà 32 quốc gia tẩy chay anh ta. Tẩy anh ta. Và trong cái cả khối EU nữa đang tẩy chay anh. Chuyện gì xảy ra chúng ta không nói thêm được. Nhưng mà lại ông lại tiếp tục bước thêm một bước nữa. Đó là đi gặp đi làm ông này ai? Quen thân đi gặp ông này các bạn ha. Các bạn đi gặp ông này, tổng thống chung làm nổi, muốn lại làm nổi tiếp tục. Ông muốn làm nổi đánh bóng thân thể ông thôi. Chứ qua hết cái câu chuyện ngày hôm nay, cái tuần này coi như là tên tuổi của ông sẽ chìm xuống và không còn nhắc đến tên ông nữa. Cho nên là ông muốn tên tuổi lợi dụng hộp NATO này, ông muốn làm tên tuổi ông sát sáng tí xíu cho mọi người chú ý. Thế thôi. Rồi qua cái vụ này coi như là tên tuổi của ông sẽ mờ dần trên sân cỏ, trên truyền thông báo chí. Mình không
nhắc nhiều và đưa hình ảnh ổng thêm. À, nhắc ổng cho vui vui vậy thôi, chứ thực chất ổng lực ngang lực dọc chúng ta cũng không biết vài bữa ổng còn hay không. Rồi thì tới Ukraine, thì Ukraine cũng đạt được một cái số yêu cầu, nói chung là qua cái hội nghị thì Ukraine cũng đạt được một cái thành quả không có tốt đẹp mấy, nhưng cũng tạm. Tạm là gì? Tạm là ổng được tháng này nè, tháng này nè, chiếc này nè, chiếc này đây bạn, F-16 đây nè, sẽ bay lên bầu trời của Ukraine và tham gia chiến trường. Còn đó là chiếc đó là thứ nhất. Còn việc thứ hai nữa là gì? Là Mỹ hỗ trợ thêm dàn phòng thủ, và coi như là hình như là có thể là sau chiến này ổng sẽ có đủ 7 cái để phòng thủ cho Ukraine. Đấy là thứ hai. Còn việc thứ ba nữa là lời hứa của NATO không đảo ngược. Ý ở đây là không đảo ngược, coi như là vô video trong tương lai là Ukraine sẽ kết nạp vào NATO. Thì những cái clip trước mình cũng đã nói rồi, không có gì lay chuyển cả. Dù có Putin có đòi hỏi cái gì, dù có đàm phán kiểu gì của kêu cái kiểu của ông, nhưng NATO vẫn kiên trì là phải Nga phải rút quân toàn bộ thì mới giải quyết được vấn đề. Còn không là cho Ukraine sẽ vào NATO. Đó là điều bất di bất dịch mà trong cái khối 32 thành viên này đã quyết định ra đó. Còn chúng ta trong những ngày đấy chúng ta coi như là tham khảo thêm chuyện gì sẽ lộ ra. Trước tiên là chúng ta biết được điều đó thôi, những cái vấn đề còn nhiều lắm mà. Chúng ta sẽ đi dần dần tới là Ukraine đạt thêm những cái vấn đề gì. Đó là trước tiên. Còn cái một phần nữa mà Ukraine yêu cầu đó là gì? Đó là ông muốn dùng vũ khí của NATO bắn sâu vào lãnh thổ Nga, nhưng mà chưa có sự đồng ý của Mỹ, chưa có sự, nói chung là sợ gây ra trong cái lúc này cũng rất là khó khăn, và trong lúc này đang bầu cử rồi tùm lum tà la, cho nên tạm thời tới đó thôi. À, cho nên là tạm thời coi như là có F-16 rồi, cũng có tạm thời chiến trường, nó cũng sẽ là trong những ngày đó sẽ là bão lửa trên sa mạc. Ha, chúng ta sẽ có bão lửa trên sa mạc. À, chúng ta chờ tin. Đó là còn cái phần gì nữa không biết. Còn một phần nữa mới nãy mình quên chia sẻ về đất. Mình luôn tiện mình cũng nói đây, ngày qua cũng có cái tin này, nhưng mà hôm nay mình mới hiểu được cái tin đó. Một cái tin là trọng trách của Đức trong những cái ngày tháng tới.
trách nhiệm của người dân Đức, của nước Đức và của cả thủ tướng Đức. Sau khi mà nếu từ đây tới đó mà chuyện gì của ông Tổng thống Mỹ, chuyện gì xảy ra, hoặc là năm sau ông không còn làm được nữa, thì Đức này coi như là phải có một cái trách nhiệm trong cái khối NATO này. NATO này coi như là trong cái khối này bắt đầu giao trọn quyền cho Đức lãnh đạo trong toàn khối trong những cái ngày sắp tới. Đó là cái tin đó đi ngày qua là, nhưng mà hôm nay thì mình mới chia sẻ là nó như vậy. Trong tương lai là Đức sẽ đầu tàu trong cái khối lãnh đạo trong cái khối châu Âu này, NATO này. Đó là trách nhiệm của Đức trong những cái ngày sắp tới. Rồi, đó là mình chia sẻ một cái nhỏ nhỏ tí xíu. Bây giờ chúng ta đi Israel lâu quá chúng ta không quay lại, nhưng mà hôm nay chúng ta lại thì có một cái tin là Israel đã phá hủy 8 trường hầm, thì triệt tiêu được khoảng 150 tên thủ lĩnh của Hamas ở dãy Gaza. Đó là tin Israel. Không những chết mà trong đó nó còn có cả vũ khí nữa. Đường hầm này nó cả vũ khí rồi. Nói chung là những đồ liên lạc, rồi tên lửa, vũ khí, nó đủ thứ ở trong đây. Và Israel đã đánh sập toàn bộ này, coi như là anh không có đường mà chui nữa, coi như là không có đường sống sót ở dưới hầm nữa, đánh sập hết. Đó là Israel ngắn gọn thế thôi. Còn sâu xa hơn nữa thì chúng ta cũng không biết làm sao. Chiến sự nó mỗi ngày nó càng máu tại Israel. Nếu mà hai bên cứ đấu đá nhau Rồi, ông Putin thì các bạn cũng biết tên rồi đó. Hình ảnh thì mình không đưa ra, nhưng mà tên tuổi của ông Putin thì các bạn cũng biết rồi, hiểu hết rồi. Putin ơi. Thì Putin này sao? Putin á, sau khi nghe cái tin mà Mỹ sẽ điều động tên lửa Tomahawk tới Đức, thì ông ta đang lo. Mấy bữa nay anh ta hù Đức hoài liên tục, bởi vì Đức không dám chút nhất cái gì. Bây giờ sau 75 năm ký kết và đã đồng ý cho phép gánh đặt cái tên lửa Tomahawk tại Đức, thì anh ta bắt đầu run và anh ta đang lo lắng và có thể là một chiến tranh lạnh sắp diễn ra giữa Nga và châu Âu, nó giống như là thời kỳ trước năm 1990 Đông Đức và Tây Đức, nó là vậy. Trước đây cộng sản với điều kiện là đã ký kết là không có thỏa hiệp, Mỹ không có đưa cái loại tầm xa đến đây tới châu Âu thì Mỹ tuân theo, nhưng bây giờ Putin không tuân theo. Những cái năm sau thì coi như là Đức không có còn vũ khí để làm ăn kinh tế, nhưng mà lời hứa của Putin thì coi như là lướt đỏ la môn. Bây giờ Mỹ không có thi, Mỹ coi như là anh chơi lục trần thì tôi cũng chơi lục trần, đơn giản là vậy thôi. Tới đâu rồi tới, Mỹ sẵn sàng chưa? Rồi,
anh chơi tới đâu thì tôi chơi 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 đi đó, nói thẳng là như vậy. Chơi tới đâu thì tôi chơi tới đó. Bây giờ tới Putin xong, chúng ta đi tới Litva. Litva làm sao? Litva tại Washington. Hay Litva cho biết là sẽ hỗ trợ cho Ukraine đạn dược và thiết bị chống máy bay không người lái. Thiết bị chống máy bay không người lái. Ngoài ra còn cung cấp thêm cái những cái giường nằm á, giường nằm mà nằm xếp gọn á, xếp gọn cho quân đội. Thứ nhất, còn thứ hai nữa thì ít qua không có nhiều triệu dân, có hơn người dân không có nhiều cái cả, chỉ có 2.8 triệu dân, 2 triệu dân nha, họ 2.8 triệu dân mà trong từ ngày chiến tranh giờ là GDP họ đã cung cấp cho hỗ trợ cho Ukraine khoảng 600 mấy triệu, 640 mấy triệu euro. Dân có 2 triệu mấy, bằng Campuchia hoặc là nhỏ, còn nhỏ hơn Campuchia nữa, dân số. Cho nên họ cung cấp 640 mấy triệu euro, có 2.8 triệu dân mà họ cung cấp, thì coi như là cái vùng này coi như là đã hỗ trợ cho, mạnh dạng hỗ trợ cho Ukraine rất nhiều, không sợ gì hết, không sợ Putin dạng vậy. Rồi chúng ta đi thêm một cái bước nữa, đó là Poland. Chúng ta cũng đã biết rồi đó, chiến tranh mà thì không có ai mà nói không mất cơ, không có ai mà nói không chết. Nga chết 10, chết 10 tên thì Ukraine cũng chết 5 hoặc 4 hoặc 3, đúng không? Thì 2 năm vừa qua thì vấn đề lực lượng và binh sĩ cũng hao mòn đi. Thì từ cái chỗ đó vừa qua thì Ukraine cũng tiễn quân và cũng tiễn cái trong cái nhà tù, ai có tình nguyện khám phá sức khỏe thì tham gia chiến trường. Nhưng mà chiến trường nó lại mỗi ngày nó mỗi kéo dài, cho nên lực lượng không đủ để đáp ứng để tấn công. Cho nên là Ba Lan mới nghĩ ra một cách là những cái năm đầu á chiến tranh đó, bắt đầu người dân Ukraine đó bắt đầu chạy gần qua biên giới đó lánh nạn, và đến hôm nay cũng gần 2 năm rưỡi thì số người đó cũng được hồi sinh lớn lên và cũng đã đúng tuổi. Và Poland kêu gọi những cái đoàn quân đó, những cái người đó hãy tham gia thành lập một cái quân đội nước ngoài để hỗ trợ cho chính phủ Ukraine trong lúc này, vì quân đội đang thiếu. Không may thì là những cái người lánh nạn đó bắt đầu mới tham gia rất là đông đảo, họ tham gia rất là đông đảo. Họ tham gia rất là đông đảo. Họ tham gia rất là đông đảo, nhưng mà với một điều kiện phải huấn luyện và trang bị
vũ khí quân sự cho họ khi họ trở về, chứ không họ không muốn trở về khi mà trong tay không biết, không cầm được một viên súng, không biết bắn, không biết gì hết. À, thì Ba Lan đã làm, đã sáng kiến ra như vậy, thì Ba Lan cũng yêu cầu các nước như Đức nè, mấy nước kia, Đức cũng chịu mấy người dân Ukraine lánh nạn ở đây, thì trong tương lai chắc có thể Ba Lan làm xong thì Đức cũng thành lập một cái quân đoàn để đưa về ở bản, và Anh hoặc là mấy nước Italy rồi ở trong Spain rồi đó, nói chung là trong cái khối này sẽ thành lập một cái quân đoàn gửi về, ha, gửi về là trang bị vũ khí đầy đủ, huấn luyện đàng hoàng sẽ đưa về bản. À, đó thì không những mà Ba Lan một quân đoàn mà mấy nước khác nữa, nhiều quân đoàn khác nữa sẽ đưa về cho Ukraine. À, đó là một cái sáng kiến rất là hay ở trong cái lúc này. Và Bộ Lên nếu mà làm nhiều như vậy là phải cần có sự EU giúp đỡ về vấn đề mặt tài chính, quân sự đồ này, vũ khí này kia, trước khi đưa người ta về phải là trang bị cho cái quân đoàn đó đầy đủ, thì phải cần có tiền và viện trợ vũ khí của NATO hoặc là của EU cung cấp. Nói chung là phải có thêm tiền từ EU. À, từ EU thì mình nghĩ cái sáng kiến này hay, nói chung là sáng kiến này hay á. Nếu mình sáng kiến này hay và những cái bước tiếp theo mình nghĩ là chắc có lẽ là Đức sẽ làm tương tự như vậy ha. Đức sẽ làm rồi, đó là Ba Lan được cái khoản đó nữa, Ukraine được cái khoản này nữa nè, ngon cơm. Có cái tin vui, cái đây cũng là tin vui, một cái sáng kiến hay. Đấy. Trong khi đó tình trạng quân càng ngày càng không đủ để chiến đấu, để giành lại tổ quốc đâu phải. Đấy. Rồi. Chúng ta đi đến một cái đối tác, mà đối tác trong cái khối NATO này muốn phát triển, muốn phát triển là hành cái gì bom hành trình, là tên lửa hành trình gì đó. À, bốn nước này, Đức, Pháp, Ý và Ba Lan muốn cùng phát triển một loại tên lửa hành trình tầm bắn là khoảng 500 km là 500 km. Bốn nước này sẽ đồng ý ký tên. Muốn làm được điều này, tại sao mà Đức đã kêu gọi thì? Thì cái vấn đề đó, cái loại 500 này Đức đã có rồi. Và cần tiền, cần mấy nước kia hùng tiền vào để sản xuất loại này, kêu là tra chút đầu trâu mặt ngựa gì đó, của Đức này nó đã có sẵn rồi, trong kho rồi. Mà muốn giao cái loại này cho Ukraine thì phải cần có cái sự phát triển sản xuất. Mà muốn phát triển sản xuất này phải cần có tiền, có bạc. Thì mấy nước kia phải gom lại cùng Đức cộng tác. Chứ mình Đức thì cũng không gánh nổi. Đó là như vậy. Ha. Tại sao là cái khối này nó phải chuẩn bị trước, trước khi Putin mình nó đánh phải có cái loại này trước. Nếu mà muốn cấp cho Ukraine đó cái loại này thì Đức phải trang bị cho mình trước để dự phòng. Ở dạng vậy thì phải có bốn nước này là hỗ trợ về tiền bạc. À, hỗ trợ về tiền bạc. Nếu mà trường hợp xảy ra muốn cấp cho đạo anh Đức cũng đâu có nhiều đâu, cái loại này đắt tiền, anh Đức cũng đâu có sản xuất nhiều đâu đấy, hiểu không? Để phòng thủ thôi, để phòng thủ thôi, chỉ trường hợp xảy ra thì phòng thủ thôi. Nhưng mà những cái ngày này, những cái ngày gần đây mình nghĩ là chắc có cái sự hù dọa của Putin,
Hù dọa của Putin vừa qua đó bạn biết rồi đó, cái nhà máy tại Berlin của tập đoàn Lion Meta đó đã đốt cháy dữ dội. Thì có một cái hôm nay lại có một cái tình báo báo cáo của Mỹ đưa đến cho Đức là sẽ giết ông đó đó và có thể phá hoại cái nhà máy đó trong tương lai, thì cho nên là Đức phải chuẩn bị cái vụ này trước nếu trường hợp nó xảy ra. Đó. Và điều thứ hai nữa là gì? Đức đã phát ngôn rằng trước gửi tới truyền thông báo chí rằng Đức sẽ lãnh đạo trong tương lai, lãnh đạo trong toàn khối trong tương lai, thì Đức phải chuẩn bị cái loại này trước nếu xảy ra. Học là năm tới trường hợp ông Donald Trump rút khỏi NATO thì Đức phải có trách nhiệm với châu Âu này. Đó là cái điều mà Đức phải làm trong lúc này. Rồi. Tiếp theo là gì? Cũng là ba nước trong cái khối NATO này. Đó là gì? Rumani, Hungary và Hy Lạp. Khối này làm cái gì? Khối này đã ký kết một cái thỏa thuận. Một cái thỏa thuận đó là thỏa thuận gì? Đó là vấn đề vận chuyển đường ray xe lửa nè, đường bộ nè và đường thủy nè. Sẽ xây dựng tại vì cái sườn miền đông á, để cái sườn miền đông, cái sườn này cái khu vực này nè, cái khu vực này đang là nó có vấn đề rục rịch các bạn, vấn đề rục rịch. Đây mình cho bạn cái khu vực này nè. Nó nằm là Hungary rồi đó, Hungary rồi đó. Thì cái khu vực này nó có một cái 6 trộn, kêu là mình nói là 6 trộn tại khu vực này. Khu vực này đang 6 trộn, cho nên là ba cái nước này là liên kết thỏa thuận là xây dựng một cái đường ray xe lửa khẩn cấp này, một cái đường biển khẩn cấp này và đường bộ, đường giao thông khẩn cấp, để khi có chuyện cần thiết là đưa quân đội nhanh đến để giải quyết. Đó là ba cái nước vừa qua đã ký một thỏa thuận tại Washington. Nói chung mình biết không hiểu trong lúc này nó như thế nào, nhiều cái đó đằng sau đó nó có một cái bí mật gì đó mà mình không hiểu được, mình chưa biết được. Mà bây giờ các khối thằng này làm cái này, thằng kia làm cái, riêng Đức Anh Pháp á, là ký kết có thể là hệ thống phòng thủ mà loại 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 mà cái loại mà giống như Mỹ gì đó, có thể là cũng đặt tại Đức trong tương lai. Rồi Đức ký kết chỉ là gì nữa, Ý nè, Ba Lan nè, sản xuất cái loại Stratus của Đức. Và bây giờ chúng ta lại thấy một cái ký kết nữa, ba nước ở vùng phía đông này là ký kết. Tại chỗ này nó đang lộn xộn, chỗ này nè, nó đang lộn xộn, sợ Putin giật dây, hiểu không? Cho nên chỗ này cũng đang lộn xộn, thì phải xây dựng đường ray xe lửa gấp tốc chỗ này, và đường bộ và đường cả đường biển luôn. Và
Cuối cùng thì chúng ta cũng đã nói rồi đó, tiêu đề là 225 triệu đô la gói hỗ trợ mới với mục đích là gì? Là mua hệ thống Patriot nhằm để tăng cường cái dạng phòng thủ cho Ukraine, mà mấy ngày vừa qua Nga đã tấn công. Đây là một thông điệp mạnh mẽ của đồng minh gửi tới Putin. Đó là ông Biden, ông nói gì? Còn cái vấn đề mà Mỹ cho phép mà Ukraine tiến sâu hơn thì cũng chưa, chúng ta biết bao giờ thì chúng ta cũng chưa biết được. Cái vấn đề này sẽ cho mình nghĩ là trong tình hình thế này thì tại vì qua cái vụ này thì Mỹ rất là bận rộn trong cái vấn đề bầu cử, cho nên trong cái vấn đề lộn xộn bầu cử như này không muốn xảy ra giữa gây gắt giữa Nga và Ukraine, cho nên không muốn đổ thêm dầu vào lửa đó bạn, không muốn đổ thêm dầu vào lửa. Cho nên trong tình hình lúc này Nga chơi tới đâu thì là Mỹ sẽ và NATO chơi tới đó thôi. Coi như là vừa rồi mày chơi tao về cái nhà thương thì hôm nay tao cấp cho thông báo gửi tới cho mày biết là vài ngày nữa sẽ có máy bay F-16. Còn hoạt động như thế nào thì tùy của Ukraine. Đó là vấn đề chương trình của mình. Trong những ngày hôm nay mình chia sẻ nó nhiều tin quá bạn, nhiều tin quá, mình sẽ để dành cho ngày mai một mớ nữa. Quá nhiều tin nóng, cho nên mình hôm nay mình chỉ chia sẻ đến đây. Những cái hình ảnh mà mình chỉ chia sẻ. Mong quý vị hãy bình luận ở dưới với cảm nghĩ của quý vị. Là thứ nhất. Thứ hai, chia sẻ hộ mình một tay. Để bạn bè cùng biết. Tin nóng mỗi ngày mà, những hình ảnh thật và tin nóng thật mỗi ngày truyền đến cho quý vị. Thứ ba thì mình cảm ơn hết tất cả quý vị đã dành cái thời gian xem hết những cái đoạn clip mà mình đã bóc lên. Cảm ơn. Và cuối cùng thì gửi lời chào hết tất cả một ngày đẹp, một ngày đầy năng lượng bên người nhà và bên người thân. Luôn tiện thấy cái clip này mình hay là bổ ích gì đó một phần nào thì ủng hộ mình một like, nếu có hai thì chơi hai, một thì một cũng được. Đồng thời cũng đăng ký kênh để ngày mai, ngày 13 tháng 7 năm 2024 sẽ có những cái tin còn nóng, hình ảnh còn đẹp hơn truyền đến cho quý vị. Và cuối chương trình mình hello tạm biệt.